Chào mọi người đang quay trở lại với video của mình nha. Hôm nay mình tiếp tục giới thiệu cho mọi người một cái lưu xưa cực kỳ đẹp nha. Cây rất là cao, xanh tốt luôn mọi người ơi. Đấy, cây này rất là cao luôn. Mọi người có thể đến vườn của mình chở nha. Vườn mình thì địa chỉ ở ấp Gia Khánh, xã Hưng Khánh Trung A, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Đó, này nã ba sành đó mọi người. Đấy, ngã ba sành nha. Đấy. Đó. Thì ngay trước đối diện trường mầm non Hưng Khánh Trung A là vườn của mình. Đó, mọi người có thể xem nè. Vườn của mình là cung cấp rất là nhiều loại cây luôn nha mọi người. Đó, thì hôm nay mình có một cái video giới thiệu về cây xưa nha. Đấy. Đấy, gốc cực kỳ cao nha, một bầu là tầm khoảng 1 kg, 1 kg 3 nha mọi người, bằng gấp 3-4 lần chiếc đôi đũa luôn á, 3 lần 4 lần 3 lần, gấp 3 lần đũa luôn mọi người. Hiện tại gốc rất là cao luôn à, thân to mập nè. Đấy, nên mọi người mua là trồng là đúng bài luôn á, thời điểm này mưa nữa. Đấy, cao nè, không rất là cao luôn. À, đây là một cái clip mà rất là nhiều luôn. Đấy, số lượng nhiều nữa không. Ừ. Rồi bên đây nữa mọi người ơi, cao tầm 8 tấc, có cây dài cả mét luôn mọi người. Đấy. Đó. Mọi người nào mua 50 cây thì sẽ tặng cho mọi người một cây cẩm hoặc là cây gõ hoặc cây gián hương để mọi người có thể trồng nha. Với lại 50 cây thì sẽ tặng thêm vài cây xưa nữa nha mọi người. Đấy. Và vẫn tính tiền 50 cây. Đó. Còn mọi người nào mua tầm 10 cây trở lên là bên cơ sở mình sẽ free ship cho mọi người nha, miễn phí vận chuyển cho mọi người ở toàn quốc nha mọi người. Đấy. Ừ, cây cao ghê chưa. Đây. Rồi bên đây cũng có nha mọi người. Đây. Gốc thì mọi người thấy nè, không cần phải lo lắng vì gốc nhỏ hay gốc to. Đây là gốc to luôn, chà bá luôn mọi người, gốc nào cũng to đùng luôn nè. Đó. Cung cấp như vậy mới là cây chất lượng nha mọi người, thấy chưa. Đấy. Nè, không có tới ốc của mình, chứ nó bự hơn cái tới ốc của mình luôn rồi. Đó. Khủng chưa. Đây. Đó, không số lượng thì vô hạn luôn mọi người. Mọi người cần bao nhiêu cũng có nha. Ở lô đó là kiện hàng luôn, thấy không? Ôi, gốc nó chà bá luôn. Đấy. Đây là cây xưa đỏ nha mọi người. Xưa đỏ thì lá xoay le nha. Mọi người có thể là xem cái lá xoay le chứ không phải là đối xứng nha. Xưa trắng nó mới đối xứng. Nên mọi người mua mọi người cứ tin tưởng mình này. Đó, xoay le nè. Đấy. Rồi, mọi người nào cần thì có thể liên hệ số điện thoại mình để trên phần mô tả tiêu đề video. Đấy, mọi người nào cần thì có thể liên hệ nha. Rồi. Mọi người nào đến chở thì giá nó sẽ ok hơn. Nói chung là gần Bến Tre thì mọi người cũng có thể đến chở được rồi. Địa chỉ thì ấp Gia Khánh, xã Hưng Khánh Trung A, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Còn mọi người muốn vào nhà mình thăm vườn xưa, gỗ xưa mình trồng thì địa chỉ ấp Gia Phước, xã Hưng Khánh Trung A, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Kế bên vựa luôn mọi người ơi, chạy tầm 3 cây số là tới. Đấy. Rồi, chúc mọi người thật nhiều sức khỏe nha. Hẹn gặp lại mọi người vào video sau. Chào tạm biệt mọi người.